Hải Vinh ơi. Oh. Em đi quay về khán giả cho cá kèo. Hay quá. Đó. Cá kèo rất là ngon, tươi sống luôn ạ. À. Dạ. Đúng rồi. Mà có điều em không có biết chế biến món gì hết thầy. À, thì cái này mình có thể hôm nay mình sẽ giới thiệu cho khán giả món lẩu cá kèo rau đắng. À, xin được chào quý vị khán giả đến với chương trình Khám phá bếp Việt ngày hôm nay. Trên khung giờ quen thuộc của chúng tôi là 16 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube Khám phá bếp Việt. Và chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Chunemic Food đã luôn đồng hành cùng với chương trình này. Còn bây giờ chắc là chúng ta sẽ chuẩn bị thêm nguyên liệu ngoài cá kèo để có thể thực hiện món này. Thầy ơi, em đã có cá kèo rồi thì bây giờ mình chuẩn bị thêm nguyên liệu nào nữa ạ? Bây giờ chúng ta để nấu được cái lẩu cá kèo ha, thì quan trọng nhất là mình ăn kèm là lá giang để dạ. tạo vị chua ha, chua thanh là cho nó hấp dẫn. Dạ. Và những cái rau ăn kèm ha, trong đây mình có bắp chuối bào, rau muống, dạ. Rau nhúc, đặc biệt là rau đắng ha, dạ. rau đắng. Rồi rau niêm thầm có ngò ôm, ngò gai và gia vị. Gia vị mình có và ăn kèm và có bún. Dạ. Thầy ơi, tự nhiên nhìn cá kèo nè, rồi lá giang, các loại rau, em cảm giác như là mình đang về với một cái vùng quê sông nước nào đó vậy đó. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện nấu cái lẩu nước lẩu ha. Dạ. Rồi cho thầy mượn ha. Trước tiên là mình sẽ cắt một ít thơm ha. Dạ. Bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ nấu cái nước lẩu ha. Trước tiên cho một ít mỡ vào. Thì cái món này có xuất xứ từ miền Tây ha. Thì đa số người ta dùng cái tép mỡ ha. Xào lên cái nước mỡ lên thì nó sẽ thơm hơn. Dạ. Đây mình cho một ít hành tím bào ha. Tỏi bầm. Xào thơm rồi mình mới mình xào vào. Thơm rồi mình cho cà chua với dứa vào để dạ. mình xào cho tạo vừa tạo màu ha, vừa tạo dạ. cái hương thơm luôn. Em thấy có một cái hơi lạ là thường các loại nước lẩu á, người ta sẽ nấu cái nước dùng xương hoặc là từ thịt. Nhưng mà món này thì em thấy thầy không có dùng. À đúng rồi bạn, thì thông thường á, theo cái nghề đầu bếp và những kinh nghiệm của mình ha, thì những anh đầu bếp đa số là mình nấu bằng nước lọc ha. Tại vì cái từ cái độ me chua của me nó sẽ át cái bớt cái, còn nếu bạn nào muốn ngon thì có thể sử dụng nước dùng. Dạ. Nhưng theo mình kinh nghiệm thì mình thấy là cái nấu nước lã nó sẽ làm cho cái nước me mình nó ngon và nó thanh hơn. À. Dạ. Đây là lần đầu tiên em biết bí quyết này luôn. Đó là lý do mà chương trình Khám phá bếp Việt phải mời các thầy là những đầu bếp rất là có tiếng mới có được những cái kinh nghiệm như vậy. Thì cái khi mà phi thơm bạn ha, chúng ta cho cà chua với dứa vào mình xào. Rồi khi mình xào này kỹ lên ha, cho nó thơm. Rồi chúng ta cho một lít rưỡi nước dùng, nước lọc vào ha. Rồi đây là một lít rưỡi nước lọc ha. Thì tiếp tục mình sẽ cho nước cốt me vào dạ. Đây, nước cốt me vào dạ, đây, thì đây thông thường thì cứ một lít rưỡi nước chúng ta khoảng là 80g nữa me ha dạ. Chúng ta lọc và lấy cái phần nước cốt ra, nước dùng mình nó sôi để mình vớt bọt ha, cho cái nước lẩu nó được trong dạ. Thì để tiếp tục thì chúng ta sẽ phi một ít mỡ tỏi để làm cho cái món này nó bớt tanh đi ha. Thông thường những món lẩu cá thì nó sẽ có vị tanh. Bây giờ dạ. chúng ta sẽ phi mỡ tỏi ha. Rồi chúng ta cho mỡ vào. Mỡ này chúng ta đã về thắng và lấy cái nước để riêng ha. Nước mỡ mình để riêng. Bây giờ mình phi với một ít tỏi. Thì ở đây mình sử dụng tỏi bằng là tỏi thái lát nhưng vẫn giữ nguyên cái vỏ ha, để cho cái hương thơm nó nhiều hơn. Dạ. Rồi khi mà mỡ nóng mình chúng ta cho tỏi vào. Mình làm cái mỡ tỏi này là mình cho luôn vào nước dùng hay là khi ăn mới cho thì thông thường trong những cái nhà hàng các bạn cái này ta phi sẵn ha. Dạ. Phi sẵn để đó khi mà nấu nước lẩu xong ta múc cho vào sau cùng ha, cho sau cùng để cho cái nước lẩu mình nó thơm, nó bớt mùi tỏi mùi tanh đi, nó vừa vàng tới là được. Đúng rồi, khi chúng ta phi đảo đều bạn ha, cho thấy vừa vàng tới là chúng ta tắt lửa được rồi. Rồi chúng ta sẽ cho ra cái chén ha, để chút xíu mình sẽ cho lên lẩu sau cùng. Rồi để tiếp tục chúng ta sẽ làm một cái dĩa rau để ăn kèm ha. Dạ. Rồi bây giờ cái nồi nước lẩu mình đã sôi rồi ha, chúng ta sẽ vớt bọt
Vớt bột để cho cái nước này nó trong ha. Rồi trước khi nêm gia vị chúng ta sẽ cho ít lá giang vào ha. Thì khi mà lá giang muốn ngon thì mình phải vò ha. À, trước kia mình sẽ vò mình để cho vào nha bạn. Bột ngọt chúng ta sử dụng 12g, đường từ 50g đến 60g tùy theo độ ngọt chúng ta có thể gia giảm. Muối chúng ta sử dụng 10g, bột canh 10g, cuối cùng là cái phần nước mắm của Choi Li Met chúng ta sử dụng 40g. Rồi bây giờ chúng ta chỉ chờ cái nước sôi ha. Rồi, khi mà mình sôi như thế này, chúng ta cái phần rau niêm á, có thể là bạn hồi nãy mình cắt ra một phần ít nhuyễn để mình cho vào trước ha. Để cho tạo cái mùi nó ra đủ luôn. Rồi một chút xíu mình cho phần lên trên. Rồi, khi ra như thế này các bạn, ha, mình sẽ cho cái tỏi phi này bằng mỡ tỏi hồi nãy các bạn mình cho vào. Ha. Rồi, em tắt lửa được nha bạn. Sôi là tắt lửa được ha, cho mỡ vô để cho nó. Rồi cho một ít tóp mỡ vào luôn. Tóp mỡ. À, tóp mỡ là mình phi ha, với mỡ tỏi hồi nãy đó. Rồi bây giờ cái nồi lẩu mình đã xong rồi ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ cá kèo vào để cho nó chín ha. Rồi khi bỏ mình dùng nắp mình khuyến nhẹ để cho nó, khi mà nó sống nó có nhảy thì nó cũng không có văng. Rồi ha, chúng ta chờ khoảng 2 đến 3 phút là cá có thể chín rồi ha. Rồi bây giờ cái nồi nước lẩu mình cá đã chín ha. Thơm quá thầy ơi. Rồi khi mà cá chín bây giờ mời Hoài Hương thử cái món vừa thực hiện xong. Ha. Wow, hấp dẫn quá. Rồi, dùng thêm một ít nước ha. Hấp dẫn quá, không thể kiềm chế được thầy. Quá thơm. Rồi, mời Hoài Hương dùng thử ha. Em cảm ơn thầy. Hoài Hương sẽ nếm thử cái vị của nước. Thử cái vị chua của nước ha, rất là ngọt, rất thanh đúng không ạ? Thêm một chút cá kèo, thử xem là cá kèo khán giả cho mình có ngon không? Chắc chắn là cá này phải ngon rồi bạn ha. Thì cá này là cá tự nhiên ha, nhìn là thịt rất là chắc. Rất là ngon. Đầu tiên chắc là em sẽ nói về cái nước trước. Nước có vị chua, ngọt, rất là vừa. Em nghĩ là cái này cần cái sự khéo léo cũng như là nghiên cứu của đầu bếp. Tại vì thường là nó quá chua hoặc là quá ngọt thì cũng sẽ làm cho món ăn mất ngon. Nhưng mà các em ấn tượng nhất, em không biết là vì cái gì, mà cái nước đặc biệt rất là thanh. Không có cái cảm giác là làm cho mình bị đầy, bị ngán. Rất là dễ chịu. Thịt cá nó khá là chắc, ngọt. Và mình bỏ vào sâu luôn cho nên khi mà nó vừa chín tới mình ăn cảm thấy rất là vừa miệng đó thầy. Đúng rồi ha. Thì cái vị ngọt thanh đây thì mình từ lá giang ha. Đa số thì cái lẩu cá kèo này rất hợp với lá giang ha. Vị ngọt thanh ha. Như vậy thì với món này có lẽ là cái nguyên liệu nó hơi nhiều một tí xíu. Cho nên là quý vị khán giả chúng ta hãy ghi chú thành phần nguyên liệu vào trong sổ tay của mình để mua cho đầy đủ. Bởi vì thiếu một vị thôi thì sẽ làm mất cái hương vị đặc trưng của món lẩu cá kèo. Hơi mất thời gian một tí xíu nhưng đó là tấm lòng của người nội trợ đúng không ạ? Cảm ơn thầy Quốc Bình, ngày hôm nay thầy lại giới thiệu cho Hoài Hương và quý vị khán giả thêm một món ngon nữa. Và hy vọng là sẽ gặp thầy trong những chương trình tiếp theo. Rồi, cảm ơn Hoài Hương và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Và mong quý vị khán giả sẽ thực hiện được món này cho gia đình. Quý vị khán giả thân mến, tiêu chí của Khám phá Bếp Việt đó là mỗi khi chúng ta khám phá một món ăn mới thì sẽ giúp cho quý vị có thể tự thực hiện tại nhà. Hy vọng rằng là với món này thì quý vị sẽ có một bữa tối cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình. Và đừng quên góp ý cho chúng tôi ở phần bình luận bên dưới quý vị nhé. Khung giờ quen thuộc của chương trình là 16 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube Khám phá Bếp Việt. Và Hoài Hương cũng xin được thay mặt chương trình gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Choi Li Met Food đã luôn đồng hành cùng với chương trình này. Bây giờ thì Hoài Hương cùng với thầy Quốc Bình xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.